Hồi xưa giờ qua tới Mỹ này cũng có giao thiệp một vài người đàn ông hay đến Việt Nam trong 5 lần chuyến đi đến Việt Nam thuê tạm. Lúc mà tôi bị trầm cảm, tôi có giao thiệp với vài người đàn ông ở bên Việt Nam. Nhưng mà tôi hôm nay đầu hai tứ túc, tôi khẳng định đó rõ là tôi chẳng có quen ai hết. Tất cả là tôi làm từ thiện, làm phước và tôi gặp nạn bị mấy anh lợi dụng. Mấy anh lợi dụng cái bóp tiền của tôi thì đa số, chứ mấy anh không có lợi dụng tình dục về tôi. Mà mấy anh cứ dòm ngó cái bóp tiền của tôi rỉa mất sạch. Tôi là người phụ nữ tánh tình cảm, tánh cao thượng, tôi xài tiền rộng rãi. Tuy tôi nghèo nhưng mà tôi không có keo kiệt bủng xỉn. Tôi nghèo ít làm ra tiền nhưng tôi xài tiền tôi chịu chơi mà tôi tánh đàn ông. Tôi rộng rãi với mọi người. Tôi không phải là loại đàn bà xài tiền để mua tình. Tôi bị nhiều lần lợi dụng tôi. Tôi thê thảm lắm. Trong đời tôi không có cái ngu nào nó giống cái ngu nào hết. Nói chuyện với tôi là một người thật thà đàng hoàng. Tôi như một người rừng. Tôi không phải cái gì cũng hay, cũng giỏi hết. Tôi không phải là loại người đĩ miệng, bóp chát, rồi mất dạy đầu đường xó chợ. Tôi không phải cái loại mà kêu bằng lên đây buôn thần bán thánh. Tôi không phải là cái loại ăn ngang đói ngược. Không phải tự tôi thấy Ngọc Sơn cần rồi tôi giúp và tự tôi cho tiền. Rồi tự tôi dựng chuyện, rồi tự tôi làm phiền. Rồi tự tôi đặt điều vu khống. Rồi tự tôi làm chuyện độc ác và hại người. Rồi tự tôi ảnh hưởng với Ngọc Sơn về sự nghiệp, chỗ đứng, chén cơm trong showbiz. Vì chính tôi là người 10 năm trước quỳ trước cửa nhà của Ngọc Sơn để cứu Ngọc Sơn và cái gia đình của nhà Ngọc Sơn. Tôi đưa Ngọc Sơn lên đỉnh cao sự nghiệp vinh quang của showbiz chung với tôi. Ngồi tại bao tốt cái room huyền thoại mà tôi mở ra cho Ngọc Sơn. Thì Ngọc Sơn với tôi chung cùng với nhau đăng báo. Một cái room huyền thoại của chị ba và anh ba chung. Thì làm gì có chuyện mà tôi hại Ngọc Sơn hay hại bà Kim Loan nào ở đây. Nói mà đúng về tiếng Việt Nam là tôi bị hiểu lầm. 16 năm tôi bị Ngọc Sơn, bị bà Kim Loan, bị bao thoát những người đi theo đánh tôi, hiểu lầm tôi. Nhất là mẹ ruột của Ngọc Sơn, bà cụ đáng tiếc, bà Lạc Hậu. Bà ở Việt Nam, bà bị đâm thọt, chia rẽ bà với tôi, bà bị bưng bít. Bà vì những quyền lợi cơm áo gạo tiền, những cái riêng tư của bà. Mà bà đánh mất tôi trong mối giao thiệp đẹp. Là do bà với con bà có lỗi sơ ý. Là lỗi từ con trai bà và bà. Lỗi tại thằng Quý Ngọc nó ăn rồi. Nó hiểu lầm tôi, nó tưởng tôi vô dành làm quản gia, dành làm ở trong nhà, làm thủ quỹ của Ngọc Sơn. Tôi là cái chương trình tôi ghép hoàn toàn, tôi đem Ngọc Sơn qua Mỹ này cho hơn ở Việt Nam. Tôi đưa con bà Kim Long qua Mỹ chứ không phải tôi về Việt Nam để hưởng tài sản của con bà Kim Long. Cho nên những năm nay tôi bị những cái trò hề, trò khỉ, trò lố. Đã tới lúc 16 năm tôi đem ra, tôi bức xúc, tôi đem ra tất cả, tôi không nhịn, không im nữa. Tôi làm gì mà hút chích xì ke nào? Tôi lớn lên từ trong bụng mẹ không đủ dinh dưỡng. Một người bệnh tật nó còi xương, nó thiếu dinh dưỡng. Chứ hút chích xì ke cái gì? Một người không đủ ăn thì nó gầy còm, nó rút người lại. Có tuổi rồi nó rút người lại, nó thiếu ăn. Thiếu ăn nó ốm, nó đói. Ốm đói nhìn nó như vậy tê tạp chứ. Ở đâu ra mà xì ke hút chích? Xì ke đâu? Ở đâu ra mà hút chích chích ở bên Mỹ này? Bộ muốn hút một cái điếu thuốc xì ke hay chơi một cái nắp thuốc xì ke bộ dễ kiếm lắm. Bộ tưởng như bên Việt Nam hả? Mà cân kg với lại bịch nọ qua bịch kia như bột hả? Ở đâu ra mà xì ke hút chích nào ở trong nhà tôi? Hả đồ mất dạy? Thấy tôi mỏng manh đó nhỏ nhắn. Tại vì trời xanh tôi giống cha, giống y chang bố của tôi, cha của tôi ốm, thơm mỏng xương nhỏ xương. Mẹ của tôi cũng mình dây nhỏ xương, cha mẹ nhỏ thì sanh con ra nó giống y chang nhau. Trong gia đình người ta, hãy thấy ba của tôi là biết ngay tôi là con của ông cụ. Bởi tôi giống y hệt cha tôi. Nên cái bình mọc âm xương nó nhỏ xíu như ông già tôi vậy đó. Thấy không? Chỉ chẳng phải là chơi xì keo chích nào hết. Một người chơi xì keo chích nào mà có uy tín mà đi thuê nhà mà dễ dàng
tôi đàng hoàng có quốc tịch Mỹ, có quốc tịch Việt Nam, tôi có hộ chiếu Mỹ, hộ chiếu Việt Nam, tôi có khai sinh gốc Việt Nam 100% của tôi còn có học bạ đi học ở Việt Nam, lớp tiểu học từ lớp nhỏ tới lớp lớn, tôi còn có luôn cả giấy mà đi trong trường học đó, thẻ học sinh ở Việt Nam còn giữ ở đây kỷ niệm. Chỉ là tôi sơ ý là cái căn cước công dân xưa của tôi không biết đi về đâu, tôi không thấy trong giấy tờ. Lần đầu tiên tôi coi lại, tôi giữ giấy tờ của tụi mình, tôi chưa một lần ngó lại, ngay cả giấy khai sinh của tôi mà tôi còn chưa bao giờ đụng kịp. Vừa rồi lính quýnh bế tắc hồi năm ngoái bị đuổi nhà ở chung cư cũ, dồn tôi vào đường cùng, tôi định về luôn Việt Nam. Thì lúc đó tôi lục giấy tờ, tôi mới làm cái hộ chiếu Việt Nam, tôi mới biết ra là mình còn cái công dân Việt Nam, vì tôi không có nhu cầu gì bên Việt Nam. Tôi gặp Ngọc Sơn, tôi là một tờ giấy trắng vô tội, tôi hoàn toàn làm từ thiện. Ngày xưa tôi quan niệm chỉ tại bao tốt gặp nhau thôi, không có dẫn ra đời tư. 9 ngày đầu tiên mà đăng báo với nhau, tôi còn không cho Ngọc Sơn đăng báo. Khi gửi mà quà cái đợt đầu tiên nhất, tôi còn biểu Ngọc Sơn đừng bỏ lên trên hình ảnh báo chí, Ngọc Sơn không chịu. Tôi là người yêu của Ngọc Sơn hồi xưa giờ, mối tình của tôi với Ngọc Sơn cay đắng tủi nhục. Ngọc Sơn ăn rồi tối dài dài mẹ vào bắt tôi hiếu thảo với gia đình, bắt tôi phải thuận hòa với cái đám giang hồ mạng, cái đám những người bất lương ăn rồi lấy tôi làm nạn nhân để tấn công vào tôi. Ngọc Sơn gia trưởng ở Việt Nam ích kỷ, ở Việt Nam tham lam độc đoán, độc tài độc ác, có tình yêu nào mà lôi cha lôi mẹ, lôi giang hồ mạng, lôi quyền lợi làm quyền lực cá nhân, lôi một cái rung, lôi một cái thằng Quý Ngọc Lượm ở ngoài đường vô nhà làm phước cho làm thủ quỹ quản gia, lôi một thằng người dưng vào giữa tình cảm nam nữ hay không. Tình yêu nam nữ là giữa chị ba và anh ba, còn chưa thấy gì chưa biết có hợp nhau đi tới hôn nhân hay không. Lôi mẹ lôi cha, lôi một cái giang hồ mạng ra để tấn công tôi, rồi lấy tôi làm nhục, lấy tôi làm gương để trả thù, để trị này trị kia tôi. Mà tôi là một ân nhân của một trang mạng bóc thốt, lấy cái gì mà dám đụng tới tôi mà trị tôi. Ăn cơm bao thốt mà rồi phản chủ, hùa với mẹ con của Ngọc Sơn tấn công tôi, tiếp tay cho thằng Quý Ngọc lấy tiền bao tốt đi làm giàu, đánh bài hưởng phước rồi ngông nghênh cuồng nghênh ngang hốc hác láo cá, bắt than cho một cái thằng ca sĩ, một thằng nhạc sĩ ăn rồi làm loạn xã hội. Những kẻ nào mà đi theo ủng hộ Ngọc Sơn mở phòng giang hồ, mở động đĩ động tú động giang hồ, mở động cầm thú, đó là những kẻ thù của Ngọc Sơn. Thì nếu mà bà Kim Lô bà ngon đó, bà làm mẹ bà ngon, sao bà không lên bà cầm Michael Ford, bà không ngon bà xuất hiện, bà mở room, bà lãnh đạo thằng Quý Ngọc quần hùng võ lâm, bà quyền lực tối cao, bà lấy công đạo cho thằng con bà. Lúc người ta đập thằng con bà, tẩy chay thằng con bà, thằng Quý Ngọc đưa cho công an còng đầu cho con bà ngồi tù, mất 1 tỷ tiền á, trong đồn công an đóng phạt chung chi hối lộ. Thì lúc đó sao bà không bỏ tiền túi bà ra bà lo cho Ngọc Sơn, bà lấy tiền của Ngọc Sơn bà giữ, bà làm thủ quỹ bà đóng cho công an, bà lớn bà khoe bà lo cho Ngọc Sơn. Mất 1 tỷ tiền cho công an rồi tôi chặn lại không cho tốn tiền tiếp, 10 năm hơn không có tôi chặn, thì nhà bà tốn bao nhiêu tiền vào bao thoát. Tốt đầu tiên là cho thằng Quý Ngọc làm thủ quỹ, làm quản gia, mà phải chi nó lấy tiền nó đi làm ăn, nó lợi dụng vào cái sự quyền lợi gia đình bà cho để đi làm phiền tôi và quần chúng, những người dân oan đầy rẫy trên báo thốt. Ngọc Sơn ngồi làm ăn ngoại giao mà toàn có kẻ thù, mà ai cũng xa lánh, ai cũng tẩy chay, ai cũng rù bỏ vì một thằng Quý Ngọc. Bà làm mẹ của Ngọc Sơn, bà giao thiệp với tôi riết, từ một cái tình người thân ái. Tôi là một người lương thiện sống ở Mỹ nổi tiếng, xinh đẹp, độc thân, tài giỏi, đàng hoàng. Tôi cho bà được cơ hội giao thiệp một cái người Việt Nam ở trong Việt Nam không biết mặt, vì con bà mà bà được cơ hội gặp tôi. Bà nhờ Ngọc Sơn tôi cứu con bà, tôi cho con bà, tôi làm phước rồi bà mới được gặp tôi làm phước luôn cho bà. Bà nở mặt nở bài, bà nhờ cái bao thóp mà bà gặp được thằng Quý Ngọc với con trai bà gặp được thằng Quý Ngọc. Thằng Quý Ngọc ăn cơm bao thóp, ngồi bao thóp là nhờ vào tôi. Mà mẹ con bà cắt đầu vô cái bao thóp kiếm ăn, rồi giải thằng Quý Ngọc kiếm ăn chung tạo phản. Bà giải thằng Quý Ngọc tạo phản dám tấn công tôi hết năm này qua tháng kia. Tôi và bà nói chuyện điện thoại, mà bà giác đưa cái điện thoại cho thằng Quý Ngọc ở chung cái điện thoại.
tôi nói chuyện với con trai bà là thằng Quý Ngọc ở trong điện thoại cái nhà của bà. Vậy thử hỏi những cái gì ngày hôm nay tôi không nói ra có ai biết không? Trước khi mà nói tôi một con mất dạy, thì khi giao tiếp với một người Việt Kiều hay một ai mà để nghe lét điện thoại, cả một cái lũ vô trong cái điện thoại đàm thoại riêng tư như vậy, có phải là đồ mất dạy không? Có phải anh ba và mẹ nó là đồ mất dạy với chị ba bên Mỹ không? Đừng có thấy rằng tôi im lặng, tôi hiền, tôi bệnh tật ở trong cái bệnh xương mặt, tôi bệnh tùm lum, tôi bệnh thê thảm rồi bắt đầu dìa dìm, cho chết rồi bệnh miệng. Từ xưa giờ tôi là người yêu của Ngọc Sơn, chứ làm gì có chuyện mà tôi yêu Ngọc Sơn nào một mình. Tôi làm gì mà phải cần yêu Ngọc Sơn một mình. Tôi quen với Ngọc Sơn, tôi có mẹ của Ngọc Sơn nhận tiền của tôi, làm mai lo cho Ngọc Sơn tổ chức sinh nhật bằng tiền của tôi. Tiệc tùng đó là tôi cho tiền về Việt Nam. Bà đích thân bà là mẹ chồng nhận tiền con dâu, mà mẹ chồng với con dâu thuận hòa yêu thương, tôn trọng lo cho con trai của bà. Mắc mớ gì mà ngày hôm nay tôi phải trở thành kẻ thù của bà trước cái bàn thờ của bà để làm trò hề à? Chẳng qua một chữ nhân cho cái thằng con của bà phải coi là cái sốc của mình. Chẳng qua cái thằng con nghịch tử bất hiếu của bà tối chạy giang hồ mãn, không chửi nặng lời, không lôi bàn thờ bà ra, thì thằng con bà có ngán không? Trên đời nào có ai dám dạy Ngọc Sơn, có ai dám nói Ngọc Sơn với tôi không? Làm ơn mắc quát, chị ba này là tình giả mà thành tình thật. Chị ba này lúc đầu làm game giỡn hớt lợi dụng, nhưng sau đó anh ba đã quay về yêu thật chị ba. Mà khi anh ba thật lòng có cảm tình thì cả cái bao tốt nó không chấp nhận sự thật, mà nó không biết nhục với Ngọc Sơn và tôi. Từ lúc live show cho tới bây giờ, tôi giỡn cả người yêu của Ngọc Sơn, làm gì có chuyện tôi chia tay Ngọc Sơn mà giỡn mặt. Còn mẹ của Ngọc Sơn, từ đầu tới cuối bà thương tôi, bà quý tôi, bà muốn tôi làm con dâu. Chứ tôi nào mít lòng bà, mít lòng với bà là tại vì cái sự nghiệp thằng con bà lôi ba cái giang hồ vào và lôi thằng Quý Ngọc vào giữa tôi và bà và Ngọc Sơn, là do cách sống của bà với con trai bà. Bà nhìn sắc mặt thằng con, bà chiều chuộng thằng con bất hiếu của bà. Thằng con bà mà có hiếu thì không mở lòng giang hồ để ngồi tù mất 1 tỷ cho bà ngồi ở Việt Nam. Bà ngồi bà than bà khóc với tôi, nếu tôi không phải là con dâu bà thích thì bà đưa điện thoại cho ba anh Ngọc Sơn gặp tôi làm gì, để mất thì giờ của bà và tôi. Giỡn mặt hả? Thằng con bà bất hiếu không lấy vợ, nhưng bà vẫn cố gắng để giao tiếp với tôi có một con dâu. Tôi thông cảm một người mẹ hiền, một người lớn. Cho dù bà có sai, bà tham ba cái quà bánh, rồi bà ham ba cái tung hô vạn tuế của bà thật, nhưng nói cho cùng bà chỉ là nạn dân, bà bị lợi dụng. Bà bị người ta đánh phá để ganh tị chia rẽ bà. Yêu thương tôi muốn tôi vào nhà làm vợ, làm người bên cạnh Ngọc Sơn. Còn cái thân tôi bệnh tật nghèo, tôi tự trọng, nên tội nghiệp mẹ con bà, tôi giữ sĩ diện tôn nghiêm cho bà và Ngọc Sơn. Còn bà ăn rồi bà tối ngày bà hai mặt, bà với con bà sống ba phải hai mặt với ai, dậu đổ bìm leo với ai, cách sống hai bên với ai. Bà chạy qua bên tôi rồi bà chạy qua thằng Quý Ngọc, con bà chạy qua với tôi rồi con bà đòi cái báo thoát đội giang hồ mạng, con bà đòi không thua ai, rồi con bà ép tôi vào tình yêu là phải chấp nhận cho người tấn công sỉ nhục và chà đạp tổn thương tôi. Mà phải chi con bà tôn trọng tôi, có được cái gì đối xử với nhau. Anh ba có bao giờ dành thì giờ cho chị ba này không? Thì giờ của anh ba mà được vinh quang là ôm gái, ôm hết con đàn bà này tới con đàn bà kia. 16 năm qua thử hỏi lại cái đạo làm người, giữa nhà chồng và con dâu, giữa người yêu và phu nhân, giữa Ngọc Sơn tình bạn, tình dân tộc của một trái tống tôm và Ngọc Sơn, tình bạn giữa trái tống tôm và Ngọc Sơn, nói không quen giữ làm tình bạn, thì tình bạn ý nghĩa là gì? Bạn thì khi bạn gặp đạn thì phải nhảy ra rút dao tương trợ. Nên bạn trái tống tôm này hy sinh làm chị ba, làm người yêu giùm cho bạn Ngọc Sơn, mà bạn trái tống tôm này bao bằng tiền bệnh tật cho cái cửa nhà của bạn Ngọc Sơn gặp nạn, thì là có công, có công cứu giá với thằng anh ba với bạn Ngọc Sơn của chị ba này. Thì lấy cái đéo gì, lấy con cờ gì, không để chửi thề mẹ nó vô cái audio này nữa. Không lẽ mà bức xúc mà chửi mẹ nó quỵt tẹt, chửi thề đủ mẹ đéo bà vào trong cái audio này hả quý vị? Bạn tốt giúp bạn, bạn thì không gài bạn mình ở tù, bạn tốt thì không ngồi gài để chơi chết bạn mình cướp tài sản, cướp tiền bạc hay lợi dụng. Bạn tốt mà lo cho đi Mỹ để được cao sang quyền quý mới là bạn tốt. Ở đây chị ba giúp con đường cho đi Mỹ, còn muốn cái gì hả? Tao hỏi cho cái bàn thờ con đĩ mẹ mày và cái thằng chó đẻ Ngọc Sơn mày, hai đứa mày,
tao làm cái gì mà mày trả thù tao? Mày ăn rồi mày to đập với thằng Quý Ngọc, mày nấp đằng sau lưng cái giờ mày chỉ tay nó hả? Suốt 16 năm trời lấy tao làm nạn dân hả mày? Tao không có im cái miệng tao nữa đâu. Tao sắp về tới Việt Nam, tao hứa tao sẽ gặp mày. Đời này cái mối quan gia của tao và mày nha mày, tao muốn cho mày làm chị ba thì tao cho, mà tao muốn quăng mày là tao quăng. Tao cho mày ngồi mày với tao bao thoát rồi tao cho, mà tao đuổi mà tao cho mày, tao trục xuất mày khỏi bao thoát. Chứ mày dớt mặt hả Ngọc Sơn? Tao cho mày yêu tao hay không là do tao quyết định, đâu có tới phiên mày và con đĩ mẹ mà con gái mẹ mày đâu mà mày dám dạy cái thằng chó đẻ Quý Ngọc mà ăn rồi mất dạy với tao. Thằng Quý Ngọc nó hư là do mẹ con mày. Mày là cái đầu tàu mày dạy thằng Quý Ngọc. Rồi bà cụ ăn teo mày sợ mít lòng. Bà cụ mày vuốt đuôi ba phải mới bị tao chửi là do mày bất hiếu, mới lôi bà cụ vào giữa tao với mày. Chơi thì phải có chơi có chịu. Mày đụng tới người ta thì người ta lôi cha mẹ mày ra để mà kêu bằng game mà. Game mà sao mày lấy thật là làm thật vậy? Mà đánh chết kênh YouTube của tao đồ nhục vậy? Đánh mẹ đánh cha cái kênh của YouTube của tao rồi lấy cái gì mà chơi? Hả? Như cái bao tót sập đói rồi lấy cái gì mà chơi? Lấy con cờ gì mà chơi với tao nữa? Tao không làm cái chị ba để lấy đâu mà chơi showbiz hả mày? Hả cái thằng kia thằng ngu? Mày còn bé lắm. Em còn bé lắm cưng Ngọc Sơn. Em chưa đủ vé để chơi với chị đâu cưng. Em còn nhiều cái phải học hỏi chị ba lắm cưng. Chị ba này là không bao giờ mà để cho mày giáp hột mày với mẹ mày. Tao giả miệng mày với mẹ mày chứ. Tao về tới Việt Nam tao đứng trước bàn thờ con gái mẹ mày coi tao là cái gì của mẹ con mày. Mà ở đâu ra mày lên trên truyền thông. Mày không ai quan tâm, không ai lo. Không ai quan tâm, không ai lo vậy mày nhận của tao. Hả bánh kem, đề thơ tình. Rồi mày chụp hình với tao. Mẹ mày ra phía trường đón. Rồi mẹ mày nhận 2.500 của tao là cái gì hả thằng cô hồn? Không ai lo cho mày mà mở phòng làm đám cưới. Không ai lo cho mày mà ngồi đây làm chị ba 16 năm trời cho mày hả mày? Hả mày? Giỡn mặt hả mày? Rồi mày ăn rồi mày lôi cái thằng Quý Ngọc vào. Biết thằng Quý Ngọc không ưa trả thù tao. Mẹ con mày lợi dụng thằng Quý Ngọc. Tham sân si muốn làm thủ quỷ, làm quản gia. Mày nắm đầu đó mày chỉ tay thằng Quý Ngọc trả thù để chơi chết tao. Giờ phút này tao mà không cấm, không cản lại thì thằng Quý Ngọc là cái thằng ngồi tù trước. Thằng Quý Ngọc là thằng cổ suý cầm đầu, tổ chức bởi cái phòng. Mà cái phòng có chuyện gì là thằng Quý Ngọc ra đồn công an. Nó ra đồn công an nó sẽ lôi đầu mày, nó khai mày trước. Hai thằng mày trước rồi tới từng đứa một. Là nếu mẹ mày còn sống gọi làm thủ quỷ, ăn ba cái tiền bao thốt mà tổ chức một căn phòng rác xã hội là mẹ mày sẽ ngồi tù nữa. Mà tạm giam. Rồi không chừng mà lôi tao làm chị ba là vô ngồi tù chung, gỡ lịch chung, cả một đáp. Phải cảm ơn tao mà biết thông minh mà nhảy ra, mà dẹp loạn, bình loạn. Tao là có công với hai thằng mày, tao có công với bà cụ, ông cụ. Tao có công với cả thế gian này làm gì mà đi tối dài mà làm report tao bị tội gì? Hả? Tao thành phần gì mà tối dài xóa kênh tao cho YouTube? Tao có ăn một đồng bạc đâu có cái kênh YouTube này không? Tao có ăn một đồng đồ của dân bao thuốc, dân YouTube này không? Tiền mấy trăm đồng bạc tặng là chỉ mua có mấy cái đồ ăn cho mấy con sóc. Tao cho mấy con sóc hoang dã để ăn chứ tao có ăn cái gì cho cái người của tao. Vừa phải thôi chứ. Tao với mày mà lục đục bỏ nhau, chia tay nhau, không làm anh ba chị ba thì ai được lợi? Cái đám trên bao thoát đó được lợi. Thằng Quý Ngọc ở ngoài đường nhảy vào được lợi. Còn mày với tao, với mẹ mày làm kẻ thù. Mày nghĩ đi Ngọc Sơn. Mày làm ăn, mày ngoại giao, mày tự cho mày là thằng thông minh, mà sao mày làm cái bài toán mày dở vậy Ngọc Sơn? Tao là người cứu mày 16 năm, mày luôn trả thù tao. Mày lúc này mày cũng ổng eo mày đóng đảnh. Mày làm cái thói ngựa bà chảnh chó của mày lên. Cái thói quỷ cái sống của mày. Cái thằng bốc chó đẻ của mày lên. Hả mày? Mày làm thì không lại người ta. Mày bốc, mày bê đê, người ta coi mày cái gì tao không biết. Tao ngồi đó tao anh hùng cứu mày. Một người đàn bà quân tử với tao cứu mày trên một cái sa trường mạng. Cái cuộc đời này chỉ có tao tốt với mày và mẹ mày. Trên đời này chỉ có tao tốt với mày và thằng Quý Ngọc. Hai thằng mày thôi. Trên đời này chỉ có tao cứu cái bóng tốt, cứu mày, cứu mẹ mày, cứu thằng Quý Ngọc. Ngặt mặt. Tao hỏi vô mặt hai thằng mày. 16 năm trời tuổi xuân của tao gắn liền trang bạc bóng tốt. Còn đó, tao đã ăn cái gì của hai thằng mày chưa? Cá nhân thằng Quý Ngọc tao ăn cái gì của mày chưa?
cá nhân của mày, nó Ngọc Sơn tao ăn cái gì của mày và mẹ mày, hay là cái tiền nhà tao bao. Tao nói ở đây cách sốc cái cư xử kìa mày. Hợp một cái là hai thằng mày chơi tao mất sạch kênh, rồi hai thằng mày tung tăng tự, hai thằng mày ngon. Mà hai thằng mày thực tế cái chiều sâu làm cái gì lại ai? Mày nhìn thử cái chiều sâu coi. Tao với thằng Quý Ngọc không thù không quán mà vì mày. Mà thằng Quý Ngọc nó thù tao 16 năm trời nha Ngọc Sơn. Và vì mẹ mày mà nó thù tao. Người ta nhiều người nói với tao mày rất bạc và mày không ra gì. Tao nên dẹp mày bỏ mày đi. Chiến sự chiến cuộc của tình hình bao thoát vô nhà mày ra showbiz. Tao tạo ra ngày hôm nay làm gì có chuyện mà bỏ dễ dàng vậy. Tao người phụ nữ làm chuyện lớn chứ tao phải ba cái tư tình nam nữ. Mà ba cái trò mà kêu bằng mà tầm thường. Người kêu bằng như tao là làm những chuyện phi thường. Làm gì có chuyện. Tao nói cho mày biết nè Ngọc Sơn. Tao không hứng thú làm vợ làm dâu nhà mày. Nhưng tao hứng thú với mày hai đứa. Với nhau làm chị ba anh ba trên cái sân khấu. Sân khấu bao thoát, sân khấu showbiz. Sân khấu YouTube để tất cả những trang mạng là của tao và của mày. Mày khôn quá, mày với thằng Quý Ngọc nấp đằng sau lưng tao. Mà biết không, mày ăn mà còn phá hoại nha mày. Nha mày, hai cái thằng chó đẻ mày luôn phá hoại. Nha mày. Tối ngày mày trận đầu trận đuôi mày quậy chứ mày phá. Mày làm thì không bằng người ta mày quậy chứ mày phá. Hai thằng mất dạy. Tao nào mà yêu Ngọc Sơn nào một mình. Tối ngày bác cái game mất dạy của hai thằng mày. Đi chọc đi phá đi gài người ta đi quậy.